Hello, chào tất cả chị em mình nha. Hôm nay em sẽ giới thiệu với chị em mình về cái kem chuyên nám của công ty Mi Đen ha chị em mình. Cái này là kem nám Manguta ha chị em mình ha. Chuyên là dưỡng trắng da, là mờ nám tàn nhang và đặc biệt dành cho da nám nhiều á chị em mình. Da chị em nào mà bị nám nhiều với lại tàn nhang mình sử dụng cái kem này ha. Mình sử dụng hũ đầu tiên là mình thấy nó hiệu quả rồi á chị em mình. Cái chất kem bên trong và cái chất kem vô cùng sánh mịn luôn á chị em mình. Khi mà mình tô lên da thì thấm rất là nhanh, thành phần chiết xuất thì hoàn toàn từ thiên nhiên ha chị em mình, như hạt lựu hồng là mầm gạo nghệ và những tinh chất dưỡng làm trắng da chị em mình, mờ nám hoàn toàn từ thiên nhiên ha chị em mình, cứ yên tâm sử dụng ha. Cái này là hàng chính hãng công ty Mi Đen luôn. Chị em mình mua hàng thì liên hệ với em qua Zalo 0923573008 nha chị em mình. Một hũ như thế này là 190.000 và 22g ha chị em mình ha. Xài chắc cũng cỡ 2 tháng á chị em mình. Cái hũ này rất là nhiều luôn á. Trong đây có tờ hướng dẫn sử dụng nha chị em mình. Chị em mình thắc mắc gì thì cứ việc nhắn tin trực tiếp giùm em nha. Chào tất cả chị em mình và hẹn gặp lại.